Xin chào các bạn, trong video này mình xin trình bày phương trình động học thuật động học nghịch của robot bốn bậc tự do. Đầu tiên mình dùng solid work vẽ các khớp của robot và sau đó lắp ráp lại. Thứ hai, giải phương trình động học thuật động học nghịch robot. Muốn giải được cái phương trình động học thuật và nghịch robot thì gắn hệ tọa độ và các khớp. Tiếp theo là lập bảng động học Dennewitz-Heisenberg. Sau đó dựa vào bảng động học tính ra các ma trận. Và sau đó tính ra ma trận tổng quát. Tiếp theo sẽ hướng dẫn cài đặt MATLAB. Dùng phần mềm SolidWorks xuất cái file assembly ra simcat multi body, sau đó thì import vào MATLAB, cuối cùng là tạo cái giao diện điều khiển. Mục đích của bài toán động học thuận là đi tính ra cái ma trận của cái khâu cuối cùng, ma trận tay 4 khâu cuối cùng. Ma trận tay 4 này để xác định được phương hướng và vị trí của cái khâu cuối của robot. Gắn hệ tọa độ cho robot theo quy tắc bàn tay phải. Đây là cái khâu gắn lần lượt O1, O2, O3, O4, O5 theo quy tắc bàn tay phải, là trục Z là hướng ra ngoài, trục X hướng theo trục khớp. Trục Z thì trùng với cái trục khớp. Trục X thì trùng với cái phương của cái khâu tiếp theo. Theta 1 là theta 2, theta 3, theta 4, theta 5 là các góc quay quanh trục Z. Khoảng cách giữa hai trục Z là A. Đây có A2, A3, A4. Dựa vào sau khi gắn hệ tọa độ lên robot thì lập bảng động học Dennewitz-Heisenberg. Đây có 4 khâu, 1, 2, 3, 4. Theta là góc quay quanh trục Z. Alpha là góc quay của trục Z quanh trục X. Và A là khoảng cách giữa hai trục Z. D là khoảng cách giữa trục X. Ma trận tổng quát sẽ có dạng quay quanh trục Z tịnh tiến. Khoảng D tịnh tiến khoảng A và quay quanh trục X góc alpha. Đây là ma trận 4x4, đây là ma trận tổng quát. Thì ta sẽ lấy các thông số của cái bảng động học này thay vào cái công thức ma trận tổng quát được các ma trận cơ sở. Đây là các ma trận cơ sở T1, T2, T3, T4 và nhập các ma trận này vào MATLAB để MATLAB tự tính được ma trận T4. Ma trận T4 sẽ bằng các ma trận 1, 2, 3, 4, tích của ma trận 1, 2, 3, 4. Ở khâu 1 và khâu 2 thấy trục Z, trục X. Đây sai, đây trục X. Thấy trục Z. Nó quay quanh trục X một góc. Z đây. Ngược chiều kim đồng hồ. Thế này quay ngược chiều kim đồng hồ, góc 90 độ. Nhìn bảng thông số động học. Đó là góc alpha là 90 độ. Góc alpha là góc quay của trục Z quanh trục X.
bài toán động học thuận để giải cái bài toán động học nghịch. Vì bài toán động học nghịch là tính ra các góc theta 1, theta 2, theta 3, theta 4. Bằng phương pháp hình học. Đây là các khâu của robot. Khâu 1, khâu 2, khâu 3 và khâu 4. Đây là vị trí cuối. Vị trí cuối chiếu xuống thì được BX, BA, theta 1. Tan của theta 1 sẽ bằng cho đối chia cho kề là BX, BA. Nên suy ra được theta 1 sẽ bằng arc tan của BI, BX. Xét trong tam giác A, BX, O1 thì theta 1 tan của góc theta 1 sẽ bằng cho đối chia cho kề. Nên có arc tan, nên theta 1 arc tan của BI cho BX. Áp dụng công thức theo định lực cos, cosin của tam giác ABC thì cạnh A bình sẽ bằng cho B bình cộng C bình trừ cho đây thiếu là B nhân C nhân cos alpha. Áp dụng cho tam giác O2, O3, O4. Ta có cạnh O2, O4 bình phương sẽ bằng O2, O3 bình phương cộng O3, O4 bình phương trừ cho 2 lần O2, O3 nhân O3, O4 nhân cos của 180 độ trừ theta 3. Từ đó tính được góc theta 3 bằng arc tan của sin theta 3 cos theta 3. Áp dụng công thức cosin, cũng áp dụng cho các công thức trong tam giác như sin bằng cho đối chia cho hiền, cos bằng kề chia cho hiền và tan bằng đối chia cho kề. Lần lượt tính ra được beta góc theta 2 sẽ bằng alpha cộng beta, theta 4 sẽ bằng cho theta 2, 3, 4 trừ theta 2 cộng theta 3. Theta 2, 3, 4. Đây là các đoạn thẳng, đường thẳng song song với nhau. Đây là các góc, góc này. Theta 2, 3, 4. Sao lại chồng với góc này? Sau khi tính ra được các góc theta 1, theta 3, theta 2, theta 4, ta lập công thức đưa vào MATLAB để tính ra cái giá trị của theta 1, theta 2, theta 4 từ BX, BY và BZ.